Mô Phôn đã sử dụng khoảng 90% tài nguyên của IPv4, thì đấy là một cái điểm mà Mô Phôn cần phải tìm một cái công nghệ mới, đấy là công nghệ IPv6 để có tài nguyên cao hơn cho khách hàng. 4,3 tỷ địa chỉ IPv4 sẽ cạn kiệt. Thế giới 4.0, hàng tỷ thiết bị kỹ thuật số cần kết nối. Smart City, Telemedicine, AR, VR, mạng viễn thông 5G sẽ cần một công nghệ ưu việt hơn. Đối với mạng 5G thì MobiFone đã thử nghiệm thành công trong năm 2020 và dự kiến trong thời gian sắp tới thì MobiFone sẽ thương mại hóa dịch vụ này. MobiFone, tiên phong IPv6 tại Việt Nam, định tuyến tốt hơn, định vị chuẩn hơn, thúc đẩy kinh tế số, quốc gia số. MobiFone, tiên phong triển khai IPv6.